Good morning các bạn. Bây giờ Vân tỉnh rồi nè. Làm video này là video cuối cùng ở trong phòng cách ly. Bởi vì hồi lúc 7 giờ 30 cái cô hồi lúc 7 giờ 30, hôm nay là tháng 9 ngày 10 2020. Lúc 7 giờ 30 cái cô bác sĩ điều trị cho mình á, Radio Lenki gì đó, người India, hồi nãy mới nói chuyện, mới hỏi tên và mới hỏi là cổ là người India. Thì sau khi cổ khám hết, thường thường là cổ không có vô lúc 7 giờ 30, nhưng mà hôm nay cổ vô 7 giờ 30 để cổ khám lại tổng quát cho mình hết, và vô trước cả y tá nữa. Và cổ nói là bây giờ mình hết sốt, gần như hết ho, nó chỉ gần như thôi, khoảng 70-80% hết ho. Thì cổ cần làm một việc là mau gấp gấp cho mình đi về nhà. Để làm gì? Để mình nghỉ ngơi và mình không tiếp xúc với những người bệnh ở khu này. Bà muốn mình sống. Đó. Thì bà vô, bà chỉ muốn nói như vậy xong là bà đi ra. Các bạn biết mình ở đây 8 ngày rồi. Thì ít nhất cũng phải 4 lần mình nghe được cái ông police với cái ông security á kêu 4 người đi. Thành ra cái khu này rất là nguy hiểm. Ai vô đây cũng bịt kín mít hết á. Y tá, bác sĩ gì cũng bịt kín mít hết á. Chỉ có mình không có bịt kín mít như vậy. Thành ra cổ nói như vậy mình thấy hợp lý. Và mình say yes ngay lập tức. Từ đây đến 9 giờ mình sẽ được cổ làm giấy cho mình về. Lúc 9 giờ trước cái cổ giao ca với lại một ông bác sĩ mới trong cái khoa này. Vì các bạn biết rồi, cứ 3 ngày là một tour bác sĩ. Xong rồi tour bác sĩ đó về. Hồi tối, bây giờ mình hiểu hồi tối hôm qua tại sao cổ đánh một trận lớn với mình như vậy. Cổ cho hết toàn bộ thuốc men. Cổ xả hết những cái gì trong bụng của mình ra. Tối hôm qua mình đi tiêu chảy 8 lần, coi như là hết những cái gì trong bụng. Sáng nay bụng mình sạch sẽ rồi. Thì coi như mặc dù là mệt, nhưng mà mệt vì cái đi tiêu chảy đó đó. Nhưng mà bây giờ thấy cũng đỡ, nghe nói chuyện xong với cậu thấy cũng ok. Thì bây giờ coi như mình sẽ được về nhà lúc 9 giờ đó. Trước khi mà cậu đi về nhà thì cậu cũng muốn mình đi về nhà luôn. Đây là tin tốt. Thì cứ đi về xa cái khu này đi, rồi tính tiếp. Rồi tính tiếp. Chứ bây giờ cũng cổ nói cổ không biết còn cách nào để làm tốt hơn cho mình. Trong cơ thể của mỗi người sẽ có một cái đề kháng khác nhau. Trong cơ thể của mỗi người sẽ có một cách tiêu diệt con virus khác nhau. Không ai giống ai. Vì chưa có thuốc chữa mà các bạn. Thì bây giờ cổ cũng nói luôn, cái thời gian mà recover của người bình thường là từ 14 tới 28 ngày. Nhưng mà cái thời gian mà của cái người mà dùng nhiều thuốc trong thời gian 7-8 ngày yếu như Vân như vậy cũng có thể lên 40 ngày. Mình nghe được như vậy. Thì đến nhiều miễn hết thôi. Cứ kiên trì. Đó là suy nghĩ của mình bây giờ. Thành ra các bạn hãy chúc phúc cho mình, cầu nguyện cho mình, niệm Phật cho mình, làm đủ mọi cái để mong rằng mình có nhiều động lực để cho những người khác có nhiều động lực hơn. Mình không nói được nữa rồi.